Ê, cô lát, cô lát, cô lát, cô lát, cô lát. Từ 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 nước quá, nhóm nhóm rồi đó. Trời. Giờ hay vậy? Ê, nghỉ rồi, đúng rồi. Trời vậy cũng trúng nữa hả? Đổ xe. Có thấy không? Trong cái bụi đó đó, trong bụi. Cho. Sao hốc tan cảnh nào? Đúng không? Chắc trúng ở đâu. Ê, trúng ở đâu á chứ nó gãy gãy giò hả? À gãy giò, gãy giò. Về đội của anh đi chứ đâu mà la gì mà la. Dục con này luôn. Đấy, ở chứ để làm chi? Nổi thôi. Này cũng giò nữa hả? Sao bắn giò không vậy điện? Chúng thì gắn chịu thôi chứ. Luôn đó nó đội giò luôn kìa. Nè. Ở nương nữa. Chỗ khác. Rồi sản phẩm hay con chuột nha. Sao lên đây không? Collect không có to đỏ hả? Trời có là mừng rồi đó. Hồi đổi bắn giữa ngực trời ơi, đừng có bắn giò nữa coi. Thả nước vô ủ ù ù. Bắt rắn được có bữa một cái rồi luôn. Bữa đó nhìn thấy mê ha. Đi mấy thằng? Thi đó với ông chú. Ừ. Hai cái chĩa vô lên ai trước đi có gì được em. Nè. Thì một thằng bơi thôi còn như xử cho dễ vậy đó, dễ. Mà muốn bắn mà bắn mà muốn đâm thì đâm. Đó. Đừng có đậm nước quá. Đó 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 đó, đó. Nè 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 nè. Xét quên luôn nè. Lên tàu dừa đó. Ui, nó chạy vô luôn. Ôi, con kia nữa, hai con lận. Con này nè, con này nè. Có trúng nó không rồi, nó chạy tứ tung tung đó. Kìa kìa kìa, lên đột trước đó đi. Đó. Từ từ từ. Đó. Cái dừa nó còn không? Quăng cảm tính luôn rồi đó. Đó, còn á. Cái ga nè, cái ga nè, ga nè, ga nè, ga tao đây giờ tao nè. Rồi. Hay quá điện ơi. Thế là mình nó lụm trước nó thôi. Hay cái đầu luôn. Ừ, nó phải đổi đổi chỗ rồi chứ. Hay cái đầu cả nhà ơi. Hên quá nhà ơi. Ê. Nè. Ôi trời. Bỏ đại đi, chút lụm sao. Ừ, cũng được hả? Ừ, dây quăng nó đi. Nãy bắt cái con nhỏ. Nó thấy con bự nó đi lên, người bắn con nhỏ gì. Không, em bắn nó thấy chạy vô trong kia con. Còn cái này à? Còn hay là chết không biết. Về chứ. Còn đó đó. Con phiêu á. Nguyên đó mà. Cái nữa. Nó đưa cái đầu à. Cái gì vậy trời. Nó đưa cái đầu ra. Đưa cái đầu ra đó. Thấy không? Thấy rồi. Đó đó. Nó cảo quá. Luôn mày. Lên đường nào? Bên đây hả? Trước, lên trước.
bắn cho mình lạch lạch bắn người ta gì hết. Thằng đội thằng bắn nó dễ hơn. Ra đây bắn lại đi. Sao như vậy? Rớt rồi. Rớt đây nè, đây nè. Rớt rồi, rớt rồi, rớt rồi. Đó, đó. Nó ỉa cứ lụp la đó. Đây nè, đây thấy nè. Nè. Cái cây ơi gãy giò nữa rồi. Đó từ từ nó có xuống này. Đó. Đó. Nó quần đùi nó gãy giò ta không. Nè, đồ hút nè. Thôi. Thôi. Mới vậy đi còn tư gì. Xong hả? Nước giờ còn rộng hơn mà. Nước mà lớn ngon. Ừ, như hôm bữa phải không? Hôm bữa đi là nước đang lớn. Tôm mí hả? Rồi bắt đầu anh em mình đi tới những cái bẫy nha các bạn ơi. Đang dịch chuyển tới vị trí. Cái lúc chiều đặt sớm quá mình không quay được nha các bạn. Bây giờ mình chỉ quay đi thăm cho các bạn cùng xem với mình thôi ha. Có ủ hay không? Hấp lợp. À, là tới chỗ mình ấy tới chỗ thăm bẫy.
Nó giống cây cầu hay vậy? Ở đây giống tới nhà ông anh của ông hay gì cảnh? Nhà dưa hấu không bữa gì? Con chuột nó ra, con dừa ông bắn mẹ luôn. Khác bên này nó không chịu. Ủa, ớt, ủa, ớt, 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 không chút gì. Ớt thì chuột. Ớt đó cái chuột. Chuột cống rồi sao? Chuột cống thì tính ra chuột cống. Nãy cái đồ gì không nào? Bí hả? Được một em. Dạ. Từ từ, từ từ. Tiêu hả? Kệ đây nè. Mất cái luôn à? Đủ lắm à? Ừ. Em thấy nó to dữ ha. Còn cái nó chạy quá chạy luôn à. Ừ. Lần đầu tiên nha các bạn ơi. Con chuột to chập bá nái. Đẹp. Này cắm này. Bự bự đi. Ở
phải nước lớn. Vậy bây giờ này dài vô luôn hả?